Xin chào ngày quốc tế phụ nữ 20 tháng 10. Chị mới tâu được một lẵng hoa không? Dành tặng cho chị em phụ nữ của nhà chúng ta. Chúc chị em phụ nữ luôn xinh đẹp, thành công, hạnh phúc nhất. Được không ạ? Cho một tràng pháo tay được không ạ? Cảm ơn. Rồi, tặng về hoa thì chị sẽ tặng chung cho cả nhà chúng ta đúng không ạ? Và hôm nay thì cũng không có gì hơn chị sẽ tặng mỗi bạn một cái món quà nhỏ nhỏ đúng không ạ? Nhưng mà món quà lớn thì chắc để dành cho một nửa của các bạn đúng không ạ? Rồi. Hôm nay ga lắng nghe rồi. Rồi. Mọi người giơ qua lên rồi là giơ hoa lên. Rồi, đã chọn không hình rồi, mọi người giữ nguyên vị trí. Bắt đầu. 2 3. Chào mừng ngày 20 tháng 10. Xin chào mừng ngày 20 tháng 10. Nhân dịp ngày 20 tháng 10 thì tôi xin đại diện cho các anh em cánh mày râu trong hãng luật Big Bất Lo của chúng tôi. Xin chúc cho các chị em phụ nữ trong công ty, các chị em phụ nữ là quý khách hàng của hãng luật Big Bất Lo, cũng như các bà, các mẹ, các chị em trên toàn thế giới đón một ngày quốc tế phụ nữ là ngày của mình, là luôn luôn hạnh phúc, tràn đầy niềm vui và thành công nhất trong cuộc sống. Thì một lần nữa tôi cũng xin chúc cho các chị em của chúng ta ngày hôm nay sẽ nhận được nhiều phần quà thật ý nghĩa. Và tôi cũng như là đại diện cho cánh mày râu trong công ty xin tặng các chị em phụ nữ là các bà các mẹ lẵng hoa gọi là ha. Thì tôi tin rằng trong ngày hôm nay cũng như tối nay thì các chị em phụ nữ của chúng ta sẽ nhận được nhiều món quà thật ý nghĩa từ cánh mày râu của chúng tôi. Và một lần nữa tôi và chúng ta cùng chúc ngày quốc tế phụ nữ 20 tháng 10. Big Boss Law, luật sư của mọi nhà. Liên hệ 0908 648 179 để được tư vấn.